Xin chào các bạn, hôm nay Text12.com sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm như thế nào để chia sẻ màn hình trong chat Skype. Chia sẻ màn hình là một chức năng vô cùng hữu ích và tiện lợi cho những ai dùng Skype. Đặc biệt là trong những lúc máy tính của bạn bị hỏng nhưng bạn không biết phải sửa như thế nào và bạn muốn nhờ bạn bè của mình xem giúp các thao tác mà bạn đã thực hiện trên màn hình máy tính của mình. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bằng phiên bản Skype tiếng Anh. Tuy nhiên, nếu các bạn muốn sử dụng Skype bằng ngôn ngữ tiếng Việt thì các bạn có thể tìm kiếm trên Google bằng cách các bạn gõ là cách chuyển sang tiếng Việt. Đây, các bạn chỉ cần ấn vào đây và xem thôi. Ở bài viết này thì đã hướng dẫn rất là chi tiết. Các bạn xem và có thể thực hành theo rất đơn giản thôi. Còn sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đầu tiên thì các bạn cần chọn đối tượng mà các bạn sẽ tương tác. Sau đó trên thanh công cụ này các bạn sẽ chọn Call. Sau đó rê chuột xuống hàng Share Screen. Sau khi bạn ấn vào thì Skype sẽ hiện lên một bảng thông báo như thế này. Skype cần xác nhận lại là bạn có cần gọi điện để chia sẻ màn hình hay không thì bạn chọn Call. Như vậy là xong rồi. Ngoài ra thì bạn cũng có thể thực hiện thao tác này đối với một nhóm. Thì việc thực hiện cũng tương tự như vậy thôi, các bạn vào Call, rồi chọn Share Screen, sau đó ấn vào Call. Ngoài ra nếu bạn muốn vừa có thể thao tác mà vẫn có thể nói chuyện được với bạn của mình thì bạn nên chuẩn bị theo headphone để việc giao tiếp có thể thuận lợi hơn. Như vậy, chỉ một vài thao tác đơn giản là bạn đã có thể sử dụng chức năng chia sẻ màn hình của Skype rồi. Một chức năng vô cùng tiện lợi phải không nào? Tuy nhiên thì rất nhiều người sử dụng Skype lại không biết đến chức năng này. Nếu bạn xem video này và đã áp dụng được thì bạn đã thuộc 30% số người sử dụng Skype biết sử dụng chức năng này rồi đấy. Chúc các bạn thành công và trong video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sửa một tin nhắn khi đã gửi trên Skype. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.